Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video của mình. Và nhân dịp tháng 4 môn sử địa giáo dục công dân, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm cơm cháy rong biển cực kỳ là ngon và bổ ích trong mùa dịch. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, nguyên liệu cần có để có thể làm ra được cơm cháy rong biển chính là cơm, hành lá, muối tiêu, đường, nước, tương ớt, nước mắm, dầu, rong biển và bơ. Và cuối cùng đó chính là màng bọc thực phẩm. Bước đầu tiên, mọi người lấy cơm còn thừa vào một cái tô. Sau đó chúng ta sẽ đặt cơm lên màng bọc thực phẩm. Sau đó chúng ta để thêm một màng bọc thực phẩm lên trên và dùng ống cuộn để lăn sao cho cơm trong bọc dẹp lại. Bước tiếp theo, chúng ta dùng dao để chia cơm ra thành từng phần bằng nhau. Tùy vào số lượng cơm mà mọi người muốn ăn thì mọi người có thể chia ra làm nhiều phần. Do là mình ăn ít cho nên là mình sẽ làm một phần nhỏ. Sau khi đã cắt xong, mọi người lột phần màng bọc thực phẩm ra và để cơm lên trên dĩa. Mọi người làm tương tự như cách mình đã làm khi nãy với những phần cơm sau nhé. Và tiếp theo sẽ tới chuyên mục làm nước sốt. Đầu tiên, mọi người để 2 muỗng đường. Tiếp theo, mọi người để 2 muỗng nước mắm. Và nguyên liệu không thể thiếu đó chính là tương ớt. Mọi người để 3 muỗng tương ớt. Nếu như mọi người không thích ăn cay thì mọi người có thể để từ 1 đến 2 muỗng. Để cho nước sốt thêm đậm đà hơn thì mọi người có thể sử dụng tiêu rắc lên. Và cuối cùng mọi người hãy để vào một ít nước. Sau đó chỉ cần khuấy đều là được. Làm thêm một tí mỡ hành cho nó ngon nào. Sau khi đã làm mỡ hành xong thì mọi người hãy để bơ vào chảo. Tiếp theo chính là đổ nước sốt vào. Trong quá trình nấu, mọi người không được để yên nước sốt mà hãy khuấy nó lên để cho nó có thể đặc một cách nhanh nhất. Và còn tránh trường hợp bị cháy chảo nữa chứ. Ok, và sau khi đã làm xong rồi thì mọi người có thể đem ra dĩa và trang trí nó tùy ý mọi người. Ở đây do là mình dùng rong biển nữa cho nên là mình sẽ trang trí nó bằng rong biển nữa nhé. Và tada, đó chính là thành quả sau 30 phút cực lực của mình. Tuy là lần đầu tiên làm cho nên là sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng nếu đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì mình nghĩ là chỉ tốn tầm 10 đến 15 phút thôi. Tuy là tốn thời gian nhưng mà có được một món ăn như vậy thì khá là hời đúng không mọi người? Và đây chính là một số bức ảnh mà mình đã chụp được. Sau khi ăn xong rồi thì mình sẽ dọn dẹp. Mình cảm thấy rất vui vì mọi người đã quan tâm xem hết video của mình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.